Một bạn có gửi mail cho chúng tôi như sau: cho tôi hỏi là ung thư tụy thì uống nấm liên xanh có được hay không ạ? Chào bạn, nấm liên xanh là một trong những loại thảo dược quý có nhiều công dụng, trong đó có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư và những tác dụng nổi bật khác của nấm liên xanh. Bệnh nhân ung thư tụy thì sử dụng nấm liên xanh được bình thường. Nấm liên xanh thì sẽ có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư tụy rất là tốt bạn nhé. Bạn có thể sử dụng nấm liên xanh đun nước uống hàng ngày với liều dùng là từ 20 đến 25 gram một ngày. Ngoài dùng nấm liên xanh thì bạn có thể kết hợp sử dụng thêm xạ đen để tăng cường hiệu quả điều trị bệnh. Hãy liên hệ với nhà thuốc qua số hotline bên dưới để được hỗ trợ thêm ạ.